Dành ra 10 phút để tập mông quả đào cùng với Trang Trang For You ngày hôm nay để chúng ta kích hoạt cơ mông, giúp cho chúng ta có một cái bờ mông quả đào tròn chỉnh, săn chắc, nâng nở cơ mông. Đồng thời các động tác sẽ giúp thon gọn phần đùi trong, đùi ngoài và bắp chân, giúp cho chúng ta chẳng những có một cái mông quả đào tròn chỉnh, săn chắc mà còn có một cái đôi chân thon thả. Nào giờ thì hãy cùng tập với Trang Trang For You bài mông quả đào và chân thon thả ngày hôm nay nhé. Remember to warm up your body before any workout routine, but first of all, let's warm up our fingers by clicking the subscribe button and turn on the bell. Luôn làm ấm cơ thể trước bất cứ bài tập nào, nhưng trước hết hãy làm ấm những ngón tay của bạn bằng cách đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để chúng mình kết nối cùng nhau. Đến với động tác đầu tiên, chúng ta có glute bridge. Chúng ta sẽ nâng hông và mông lên cao, rồi hạ xuống chạm sàn nhẹ, rồi lại nâng hông và mông lên. Mỗi lần chúng ta ở vị trí nâng hông và mông lên cao thì chúng ta siết mạnh mông, rồi lại hạ mông về. Cứ như thế đều đặn chúng ta sẽ thực hiện động tác trong 25 giây nữa. Năm, bốn, ba, hai, một, nghỉ giây lao 15 giây. Ba, hai, một. Động tác thứ hai, chúng ta có single glute bridge. Chúng ta sẽ thực hiện cho chân bên phải trước và sau 45 giây, nghỉ giây lao 15 giây, chúng ta sẽ thực hiện tiếp tục lặp lại lần nữa cho chân bên trái. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Giờ thì lặp lại một lần nữa động tác single glute bridge cho chân bên trái nha. Chúng ta còn 40 giây nữa. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Đến với động tác thứ tư, chúng ta có leg swing. Chúng ta gồng, siết mạnh, siết thật chặt cơ mông trong suốt quá trình thực hiện động tác này. Động tác này giúp đốt cháy mỡ vùng underbutt, tức là khoảng cách giữa mông và đùi, làm cho chúng ta mông trông rất là đầy đặn và quyến rũ, đồng thời thì săn chắc thon gọn cơ đùi. Cho nên chúng ta sẽ cùng thực hiện động tác trong 22 giây nữa nhé. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Đến với động tác thứ năm, chúng ta có leg stop. Nào, giờ thì gồng siết chặt cơ mông,
và khép mở chân ra vào liên tục. Chúng ta khi mở chân ra thì chúng ta hít vào, và khi khép chân lại thì chúng ta sẽ thở ra. Lưu ý hít vào thở ra nhịp nhàng, đồng thời gồng siết chặt siết mạnh cơ mông. Trong suốt quá trình thực hiện động tác này, chúng ta còn 24 giây nữa. Năm, bốn, ba, hai, một, nghỉ lại. Ba, hai, một. Giờ thì hãy cùng nâng mông tối đa với động tác butt lift. Chúng ta gồng, siết chặt, siết mạnh cơ mông trong suốt quá trình thực hiện động tác này. Khi chúng ta nhấc mông và hông lên thì chúng ta siết mạnh mông rồi lại hạ xuống. Cứ như thế chúng ta thực hiện động tác liên tục và đều đặn. Chúng ta còn 27 giây nữa. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Giờ thì chúng ta cùng nhấp thả chân phải liên tục với động tác Donkey Pose. Chúng ta sẽ thực hiện động tác trong 45 giây. Sau đó chúng ta sẽ đổi cho chân trái. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Giờ thì chúng ta sẽ lặp lại động tác trên một lần nữa. Donkey Pose cho chân bên trái nhé. Chúng ta còn 40 giây nữa. Năm, bốn, ba, hai, một. Ba, hai, một. Leg raises cho chân bên phải. Chúng ta sẽ chỉ còn hai động tác cuối cùng nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bài tập mông quả đào và chân thon thả ngày hôm nay với Trang Trang For You. Chúng ta cùng dốc hết sức cho hai cái động tác cuối này các bạn nhé. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nâng chân phải lên xuống nhịp nhàng cho tư thế này. Lưu ý chúng ta cần gồng siết mạnh cơ mông mỗi khi chúng ta nâng mông lên và hít vào, đồng thời hạ mông xuống thì chúng ta sẽ thở ra. Hít vào thở ra nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng nhé các bạn. Ba, hai,
1. Giờ thì lặp lại động tác leg raises cho chân bên trái một lần nữa. Chúng ta đã khá quen thuộc với động tác này ở lần trước rồi phải không? Giờ thì chúng ta sẽ thực hiện đúng kỹ thuật hơn. Và chúng ta lưu ý nhớ hít ra thở vào đều đặn nhé. Và chúng ta gồng siết chặt cơ mông mỗi khi chúng ta đưa chân lên. Chúng ta còn 27 giây nữa. Năm, bốn, ba, hai, một. Xong rồi. Complete. You did a very good job. I'm so proud of you. Congratulations. See you next time. Kết thúc bài tập rồi. Các bạn tập tốt lắm. Mình rất tự hào về các bạn. Hẹn gặp lại trong các bài tập sau nhé.